9 lợi ích tuyệt vời từ quả khế, khế có vị chua hoặc ngọt tùy từng loại, giàu chất xơ và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe của bạn. Với hàm lượng chất dinh dưỡng dồi dào cung cấp nhiều vitamin C, vitamin A và khoáng chất khác mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ngoài ra chất xơ hòa tan trong quả khế còn có khả năng phòng chống ung thư, hỗ trợ tiêu hóa, giảm lượng đường huyết, ngừa bệnh tim mạch. Chúng ta có thể ăn trực tiếp hoặc chế biến thành món canh chua. Dưới đây là những lợi ích từ quả khế mà ít người biết. Khế làm giảm cholesterol. Khế làm hạ thấp mức cholesterol vì trong khế chứa pectin có thể liên kết cholesterol và axit mật trong ruột kết, hấp thụ cholesterol dư thừa và giúp tẩy trừ nó ra khỏi cơ thể. Ngoài ra, khế cũng có thể làm giảm mức độ cholesterol xấu trong cơ thể. phòng chống ung thư, bạn nên bổ sung quả khế trong mỗi bữa ăn bởi khế có tác dụng phòng chống ung thư rất hiệu quả, chất chống oxy hóa trong khế sẽ làm giảm sự hình thành của gốc tự do và ngăn chặn các nguyên nhân trực tiếp có thể làm hư hại DNA. cải thiện hệ tiêu hóa, với hàm lượng chất xơ cao, khế có tác dụng hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Chất xơ đóng vai trò quan trọng bảo vệ đường ruột và giảm lượng cholesterol trong máu. Với mức độ kali cao, natri thấp, khế có tác dụng như một loại thuốc điều chỉnh huyết áp, có tác dụng tốt đối với những người thừa cân vì hàm lượng calo thấp, bạn hoàn toàn có thể bổ sung khế trong các bữa ăn kiêng của mình. trị ho. Khế có tác dụng trị ho và tiêu đờm, đặc biệt là ho ở trẻ em. Khế sẽ nhanh chóng giúp giảm các triệu chứng một cách an toàn mà không gây tác dụng phụ. Khế chống viêm Vitamin C trong khế có thể đẩy độc tố ra và giúp tổng hợp collagen. Đây là một thành phần quan trọng để hồi phục và hình thành xương, động mạch và mạch máu. Điều này là rất quan trọng để làm dịu những thiệt hại ở cấp độ tế bào và mô, khế có hàm lượng chất chống oxy hóa và chất flavonoid cao, rất có lợi cho việc bảo vệ cơ thể khỏi các tình trạng viêm do gốc tự do gây ra. cung cấp vitamin A, C. Khế là nguồn thực phẩm giàu vitamin A, C. Trong khế có chứa chất chống oxy hóa giúp chống lại các gốc tự do. Đặc biệt, khế có tác dụng ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ung thư, giảm nguy cơ lở loét do các vết thương gây ra. Ngừa rụng tóc Ăn khế cũng rất có lợi cho việc ngăn ngừa rụng tóc do trong khế có chứa hàm lượng vitamin B cao giúp tóc tăng trưởng nhanh chóng. tăng tiết sữa khế có thể giúp tăng tiết sữa một số phụ nữ gặp khó khăn trong việc sản xuất sữa sau sinh thay vì uống nội tiết tố hoặc sử dụng các loại thuốc khác các bà mẹ hoàn toàn có thể ăn khế mỗi ngày để tăng lượng sữa tự nhiên